Rồi lễ đầu tiên trong nguyên xin được lời chào đến cô chú anh chị em mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tâm sự nhỏ nhỏ cũng như là chia sẻ với cô chú anh chị em một số cái loại thuốc đặt giờ đặt ca trị cũng như là nóng khuẩn à, trong cái giai đoạn mà khi mà chồng cháu với sơ dừa mà nó bị nhiễm thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào chắc chắn là sẽ bị thôi mọi người không có làm gì mà không có bị nổi được hết trơn ha thì cái này là cái kinh nghiệm nguyên học về và cũng như chia sẻ với cô chú chị em mình áp dụng qua cái cây mai thôi đó mọi người rồi thì bây giờ là điển hình là nguyên nga nói một cái số cái điều kiện khắc nghiệt của cái khí hậu hôm nay đi à, nói chung là bây giờ nắng khá là nóng nè mọi người và cái lượng nước rất là thiếu thì hầu như là không gầy là cây nó sinh trưởng và cũng như là tại vì khi mà mùa nắng nóng á mọi người thì cái chất ethylene của cái cây tiết ra khá là nhiều để nó chống trọi lại và nó chắc ethylene này nó sẽ làm cho cái lá nó còi cọc thứ hai nữa là nó bị già nua nó không có được à, tươi tốt giống như là trong cái mùa mưa ha hy vọng thì à, mùa mưa sẽ đến à, sớm ha thì à, có thể là bữa nay hoặc là ngày mai nữa thì có một số chỗ thì nguyên cũng thấy mấy anh em đăng lên có mưa giống như là mấy anh em rất là mừng luôn <laughs> thì à, nói chung là mùa mưa xuống thì nó sẽ tốt hơn so với điều kiện bình thường mọi người thứ nhất là cái khí trời nó sẽ là không có nắng quá gây gắt nè rồi cái thứ hai đó là mưa xuống thì à, cái nước mưa nó sẽ tốt hơn mưa nó có oxy rồi nó có cái cái cha mà chắc này chắc nọ và cũng như là cái khí nitơ ra khá là nhiều ở trong cái uh, cái xin lỗi các bạn cái nia uh, cái đạm khá là nhiều trong cái nước mưa ha thì tại vì uh, uh, nước mưa nó sẽ đem theo cái uh, mà đạm xuống cho cây thì cây nó sẽ sử dụng những cái cây nó sẽ tốt hơn và xanh hơn đó mấy người nước mưa thì nước là tốt nhất rồi mọi người ha rồi thì uh, hy vọng là ngày uh, một ngày ngày nó mưa hay mọi người chứ bây giờ cái tình trạng này giống như thiếu nước nó rất là khó chịu ha và nắng nóng thì um, chúng ta ở trong nhà không chịu còn không nổi nó nói chỉ cây đó thì mặc dù đó thì nói chung bên cạnh đó thì à, mình cũng muốn là khuyên nguyên đối với những cây mai mà khi mà mùa nắng nóng vô thì chúng ta phải tăng cường cái hữu cơ lên nha mọi người tăng cường hữu cơ lên một lời khuyên nhỏ nhỏ thôi tăng cường cái hữu cơ giảm cái uh, vô cơ nếu mà cái cây nóng quá tại vì khi mà các bạn đưa vô cơ vô cái cây nó rất dễ bị già cỗi khi mà các bạn đưa hữu cơ nha hữu cơ thì nó có bao gồm nhiều loại hữu cơ cá hữu cơ đạm hữu cơ thực vật và hữu cơ thì nó có chỉ hai loại thôi hữu cơ động vật và hữu cơ thực vật đó mọi người thì hữu cơ nào cũng được nhưng mà chúng ta nên sử dụng hữu cơ động vật thì khi mà có động vật, vật vô thì nó có cũng có máu có, có mỡ rồi khi mà nó phân quỷ ra thì nó sẽ là làm nên cái bộ độ bóng lá và cũng như là cái độ mà giống như là nó mềm mại cho cái lá nó không có bị mà uh, nó không có bị chai cứng á mọi người đó thì cái đó là cái tác dụng của hữu cơ thì khi mà mùa nắng nóng thì nguyên sẽ ưu tiên cho hữu cơ nhiều nếu mà chúng ta phối hữu cơ mà vô cơ vô thì ví dụ như 30 mươi thì chúng ta sẽ đi cái liều rất là thấp để tăng cường cái loại hữu cơ lên nghe cô chú nghe cô chú anh chị mình nó thì như thế thì cái cây chúng ta nó sẽ mè mẹo và nó lá nó đẹp thôi và nó lớn lên thôi và nó không có bị cái tình trạng đó là nó giống như là nó bị um, cái chất ethylene mà trong cái quá trình mà khi mà nắng quá thì cây nó phản ứng lại nó ra cái nó nó mà một cái chất nội sinh của cây thì chất ethylene làm cho cái cái quá trình già quá và lão quá của cái, cái cây á nó diễn ra mạnh hơn thì khi mà đó thì chúng ta phải đưa cái hữu cơ vô hoặc là những cái loại mà hóc môn sinh trưởng để mà nó nó cân bằng lại thì nó sẽ giúp cho cái lá nó sẽ mượt hơn ha mọi người dẫn có thể phối atonic với cái hữu cơ thì cái đó là cái quy trình nguyên thường hay làm thì chia sẻ cho cô chú anh chị em mình thôi thì mấy anh em có thể làm hoặc là không có làm ha thì mình rất là nhiều cây nhưng thôi mình quay cây này thôi để chia sẻ cô chú anh em và đặc biệt hôm nay là mình chú trọng đến những câu hỏi của cô chú anh chị em mình những anh em nào mà đam mê hoặc là những cái gì đó mà có liên quan đến kiến thức mà ngày mai thì có thể là xem tham khảo cho nguyên ha cũng như là có một cái like hoặc là chia sẻ ra để mà cho cái mọi người cùng thấy ha mọi người cũng như là cái đó là cái, cái, cái ủng hộ về mặt tinh thần cho nguyên nha nguyên xin cảm ơn tất cả cô chú chị em mình ha thì lại tiếp tục uh, chia sẻ của chú chị em mình hôm nay một chai thuốc nó có từ đề đó là ben cuna đây thì cái này là do cái bên cái sản phẩm bên thú y này nha mọi người nè nó nhưng mà nó đặc trị nè vi khuẩn dư gốt vi khuẩn và nắm mốc nữa mọi người thì cái này tại sao chúng ta phải sử dụng như cái này thì nó sẽ có mục đích vai trò như thế nào thì giống như hỏng nguyên thường hay nói đó cô chú chị em mình thì đối với những cái mai mà khi mà nó bị cháy lá như thế này đây đây mà nó đang ra cái lá xanh nè nó khi mà cây nhìn chúng ta nó đã có biểu hiện khỏe nè cây này nó trông chung nhìn rất là khỏe nè mọi người nó ra rễ nè thì lúc đầu tại vì mình à, à, trước khi mà vô cái chủ đề chính đó, mình nói này mình chia sẻ nhẹ cái đi nó cũng có liên quan nhưng mà nó bên 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 lề thôi chú chị em mình nếu mà nghe thì có thể thông cảm ha rồi mọi người thì cái này mai này là mình so mình vũ bầu trăm phần trăm nó cũng có tác dụng lại của nó trăm phần trăm là khi mà các bạn vũ bầu trăm trăm nó không có đắt trong đây nó không có bị lèn thứ nhất nó không có sợ bị lèn cái thứ, thứ hai là khi mà cái đầu ghế nó ra chấu với sư dừa nó ra khi gãy cám nhiều thì cái gãy cám nó là cái dễ mà nó chịu trách nhiệm dẫn thức ăn và cũng như là dinh dưỡng vô cái thang cây cho nên là khi mà cái gãy cám nó nhiều thì cây nó mạnh hay mọi người thì hầu như là cái cọng rễ nào mà nó cũng ra gãy cám ở trên thì cây nó chắc chắn là sẽ mạnh thôi nó sợ nhất là cái trường hợp khi mà phá bầu ra mà nó còn bây giờ thì à, đặt mà những cái, cái cái đất mà nó lèn ra xong nó không có làm cho cái quá trình mà ra rễ được mạnh mẽ đó rễ cám được ra được nhiều đó thì cái cây của bạn nó cứ là lình xình lình xình nó phát triển thì nó không phát mà nó không chết thì nó không có chết nó cứ đứng 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 đơ 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 đó thì cái đó là cái tình trạng đó là nó bị đơ cái kệ thì thứ nhất đó, nếu mà giải quyết cái vấn đề nhanh gọn đó là các bạn phải nhổ lên bấm lại để mà xử lý lại cái đầu rễ thứ hai là ngâm cái rễ rồi nếu mà nó còn đắt mà ở trong cái cục giữa mà khi mà chúng ta phá bầu ít quá đó thì bạn nên vũ bỏ luôn để mà cây nó không còn rễ tại sao mà mấy anh em đâu có ơ mà dạ gì mà làm những cái 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 hại để mà chi mọi người khi mà nó có lợi thì người ta mới làm thôi phải không chứ nếu mà trồng nguyên cái bầu đắt mà nó cây nó tốt thì người ta trồng ngoài chứ dạ gì mà phải mà khui ra để cho nó phiền phức đúng không cô chú anh chị em mình thì cái đó là cái ý kiến của nguyên khi mà nguyên đã trồng nguyên thấy chia sẻ của chú anh chị em mình những anh em nào mà chưa có uh, kinh nghiệm nhiều á thì trồng chặt ruột chặt ruột lên thì người ta cũng khá rất là khó chịu và cũng như là không cái đam mê nó không có bị được uh, thổi mà được thổi mà bùng lên thì nó chắc là dễ chán khi mà em ta làm được rồi thì nó rất là dễ mà các bạn có thể là rất là dễ chịu ha khi mà trồng được đó thì cũng đang rất là vui nó được chăm sóc những cây mai mà ra mà được đổ tự mình làm thì nó sẽ là mình thấy cảm thấy là cái sản phẩm của mình làm ra nó sẽ tuyệt vời hơn so với mua và mình sẽ biết can thiệp vô cái thời điểm nào như thế nào để mà cây mai đó nó phát triển có tốt hay không thì đó là một số cái kinh nghiệm mình chia sẻ gì đạt bạn cái lý thuyết thôi rồi bây giờ đó là sẽ vô cái chủ đề chính ha nếu mà nguyên nói dài nhiều quá mọi người thì mọi người thông cảm là tại vì muốn truyền đạt những cái kinh nghiệm mà cũng như những cái lời lẽ mà mình nói ra thì nó hơi nhiều để mà diễn giải cho cô chú chị em mình để biết được thôi chứ thật sự mà nói khi là không lẽ giờ không nói gì hết thì cũng đâu biết gì đâu đúng không cô chú chị em mình đó rồi thì bây giờ là cái benkuna đây thì benkuna này là cái thuốc sắc trùng phổ gọng dùng bên thú y nhưng mà cái này là nguyên sẽ sử dụng trong cái giai đoạn đó là uh, bây giờ mình sẽ pha một c cho một lít nước nói mọi người thì nè benzuna này thấy không nó sẽ có là vi khuẩn vi uh, vi khuẩn và nấm mốc thì cái này á nó không có trị cái nấm mà giống như là đốm lá cháy lá hoặc là uh, tháng thư uh, cháy bìa lá đồ ha mọi người uh, cho trên cây mai vàng tại vì lúc đó mình không có giờ bao giờ mà hồi đó giờ mà cái này mình không có phun trên lá nên mình không biết nó có tác dụng nó như thế nào nó có chay, nó có trị được vi khuẩn không chắc mình nghĩ chắc trị được tại vì khi mà phun dưới đó, dưới gốc mà nó không có bị gì hết mà Uh, phun nhanh lá thì cái chuyện bình thường và một c cho một lít nước, nước thì cái này á mình tưới gốc nha mọi người thì uh, khi nào mà sử dụng cái này thì cái này thì các bạn có thể sử dụng định kỳ và cái thứ hai nữa là đối với những cây mai mà cái mọc nấm nấm này là nấm là nấm cây nha mọi người nó lên thành cái dù á mọi người thấy ví dụ như khi mà bươi lên mà cái chắc trồng mà khi mà nhất đối bạn nhất là những cái bạn mà trồng chấu với sơ dừa nè khi mà bươi lên nè à, thì khi mà cái điều kiện tự nhiên thì cái cháu với sơ dừa sau một thời gian thì nó sẽ đen như thế này mọi người nó quay một nhà đó thì nó sẽ màu đen rất là tốt còn khi mà nó nhiễm nấm rồi đầu nó sẽ chạy sợi nó có những mảng bám trắng hoặc là những bám vàng gì đó mọi người xanh đỏ vàng tím gì đó thì nó sẽ ăn vô cái bầu ghế chúng ta sẽ nó ăn hư cái phần da luôn nha cái đó là nấm là các bạn tưới cốc 85 hoặc man nguyên đảm bảo với cô chú chị em mình không bao giờ hết chỉ có cái bencona nó chỉ nổi cái nấm đó thôi ha những cái nấm móc nấm gì đó thì cái này nó chiên gia chị nấm móc rồi đó mọi người những cái nấm cây á khi mà pha một c một cái nước tưới toàn bộ thì cái dễ nó không sẽ hết nếu mà cây mai các bạn đang trồng mà nó đang lên mà sinh được như mà xum xê như thế này các bạn đâu có thể nhổ lên vũ hết đọc hết mà chắc trồng ra các bạn cạo cái cái thằng nấm nó bỏ đâu đúng không thì chúng ta phải tưới này vô là cái điều kiện an toàn nhất cho cây thôi chứ không có khả năng nào mình chúng ta bươi bỏ, bầu nữa hết trơn á thì hôm nay lại tiếp tục uh, chia sẻ cái bên Cuna thì nguyên cũng đã làm rồi nghe mới chia sẻ cô chú anh em mình thì cái này nếu khóa học mình về mình làm chia sẻ cô chú anh em mình thôi nói mọi người việc gông kêu cái này thấy không diệt gông ghiêu nữa thì các bạn có thể pha tưới hoặc phun trên thân để mà nó diệt gông ghiêu và ngoài ra thì nó sát khuẩn sát vi nấm rất là tuyệt vời của chú anh chị em mình ha rồi thì đó là cái kinh nghiệm mình chia sẻ của chú anh chị em mình đặc biệt khi mà các bạn mới trồng những cây mai mà phôi nếu mà không có bị gì hết thì các bạn vẫn có thể pha tưới để phòng ngừa cái loại nấm và những cái loại rút vi khuẩn cho cái cây pha trên toàn bộ bầu luôn thì đặc biệt đây những cây, những cây mai mà có giá trị á các cái này chắc mình nghĩ là có học rồi mới biết có số anh em có thể là chưa có có biết về vấn đề này ha nhưng mà nguyên uh, chia sẻ cô chú anh chị em mình thôi nói thuốc sát khuẩn nè thì cái này là có mình mới mới chia sẻ nha mình cũng đã làm rồi nha mọi người Lúc với cây mai này nó bị nấm nè mọi người quay cho mọi người xem nè à. thì mình mình tuột xuống nè lúc đầu uh, nó bị nhiễm nấm rất, 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 là nhiều những cái thành mà mà, mà bán nè mọi người nó còn trắng trắng nè rồi đầu mình sẽ tiến hành mình pha một xơ cho một lít nước mình tưới thì bây giờ nay đã im gu rồi nè mọi người thấy không để quyền uh, nguyên uh, mở ra uh, cho cô chú anh mình xem cái đi ha nói mọi người rồi đây nói chung là trời dịu rồi nó mọi người thì lúc ra đầu nó nhiễm nấm bên đây nè nó 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 thành sợi sợi vậy nè thì khi mà tưới vô mà các bạn tưới một lần thấy không hết thì tưới hai lần mà cách nhau khoảng chừng một tuần lễ nó mọi người thì nó sẽ hết thôi rất là dễ chịu ha và cái nấm này nó rất là hiệu quả như là cái này là cái, cái, cái tuyệt chiêu á mọi người ha rồi xin chia sẻ với cô chú anh chị em mình vấn đề đó là nhiều đó thôi bên Kuna, quay lại cái lời cuối và chia sẻ với cô chú anh chị em cũng như là kết thúc video ngày hôm nay hy vọng nhận được sự ủng hộ từ cô chú chị em mình ha